Xin chào tất cả mọi người. Đây, trước mặt mình đây là cái nồi cơm Comet. Đó, mình săn được cái giá rẻ nghe mọi người. Đó, nhưng mà nó có đầy đủ chức năng nè, để mình quay cái chức năng cho mọi người xem nha. Đây, đây là cái nút hâm nóng nè. Đó, dưới đây là nấu súp, nấu cháo trẻ em, hấp hoặc hầm gì đó mọi người. Đó, qua đây nè, qua đây là mọi hôm nay mình sẽ làm một cái món bên đây cho mọi người xem nè. Đây, trên đây là nấu chậm nè, hẹn giờ nè, nấu nhanh nè, cơm cháy nè. Đây thì hôm nay mình sẽ nấu cái cơm cháy này cho mọi người xem nha, từ cái nồi cơm này nha. Đó, mọi người theo dõi mình nha. Đã chuẩn bị xong các bước nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình nấu thôi nè. Đó, mình chỉ bấm nút mình nấu thôi. Thì nó có những chức năng hồi nãy mình quay như lúc đầu mình quay đó. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái chế độ cơm cháy nè mọi người. Đây thì mình sẽ bấm vào đây nha. Đây, khi mình bấm chế độ cơm cháy thì nó hẹn mình là 1 tiếng nè mọi người, 60 phút á. Đó, thì bây giờ mình chờ xem nha, kết quả của cái nồi cơm này mình nấu nó như thế nào nha mọi người. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhớ like, share, chia sẻ ủng hộ nha. Thì thành quả của mình đã xong rồi nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cắt ra. Cái này mình có thể mình ăn với trà bông. Mình ăn với trà bông, tùy là mọi người muốn ăn với trà bông là gì cũng được. Mình thì thích ăn với rong biển mọi người. Thích ăn với rong biển này. Quảng cáo nha, cái này là mình thích ăn với rong biển, mình nhớ mọi người hơn rong biển này trộn vô mè hả, trộn mè sẵn rồi mọi người, đó, mình rắc cho mọi người ăn thôi. Đây, mọi người. Đây, thì nói chung là mình làm mấy clip này để mình chia sẻ cho mọi người biết thôi, thì mọi người làm đi, giống như mình vậy nè, thì cũng được, cơm cháy cũng ngon. Đó, thì mình ăn kèm với trà bông hoặc là rong biển như mình á, rất là ngon. Đấy, mình cắt miếng nhỏ vừa ăn vậy thôi. Đó, miếng nhỏ vừa ăn mọi người. Đây thì mình sẽ làm một miếng cho mọi người xem nha. Đây là rong biển mọi người. Rong biển mà trộn dầu mè với
mè đồ sẵn đó, gia vị đồ sẵn hết rồi, mình chỉ là về là mình khui ra là mình ăn thôi đó, mình gắp lên đây mình ăn thôi mọi người đó, rất là ngon nha mọi người. Cái này mà có xà bông nữa thì cũng rất là ngon, nhưng mà mình thích ăn với rong này đó. Mọi người làm theo cách của mình đi, bảo đảm là thành công, vừa ngon bổ rẻ. Đấy, vậy thôi mọi người, vậy thì mình cũng ăn thôi đó, được một bữa cơm cháy ngon lành thôi. Đây, mọi người. Rồi chúc mọi người xem clip vui vẻ nha, giải trí mọi người, mọi người làm theo thì cũng thành công thôi. Chào tạm biệt mọi người nha, mọi người xem kênh nhớ đăng ký kênh, theo dõi kênh, chia sẻ, like, share rồi ủng hộ mình nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người nha.